chào quý vị và các bạn. Ngày và đêm qua 15 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ sáng qua đến 7 giờ sáng nay như Phước Hiệp, Quảng Nam 124,2mm, Thăng Bình, Quảng Nam 130,2mm. Đặc biệt, tại trạm sông Hình 4 của Phú Yên, lượng mưa lên tới 327,5mm, tại Khánh Vĩnh của Khánh Hòa 215,2mm. Dự báo, mưa lớn tại Trung Bộ sẽ còn duy trì tới ngày 18 tháng 11. Cụ thể, từ nay 16 tháng 11 đến ngày 18, ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến từ 150 cho tới 300mm, có nơi là trên 350mm. Từ nay 16 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11, ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 11, ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Do có mưa rải rác trong cả ngày nên nền nhiệt tại thành phố Đà Nẵng duy trì mức mát mẻ, thậm chí hơi se lạnh, chỉ trong khoảng từ 20 đến 24 độ. Quý vị nên hạn chế di chuyển trong tiết trời mưa gió này, các hoạt động di chuyển trên biển cũng sẽ không thuận lợi. Ở phía Nam, từ nay đến ngày 18 tháng 11, ở Tây Nguyên và Nam Bộ và ba tỉnh cực Nam Trung Bộ là Ninh Thuận, Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ khá nhiều mây, nắng ít và gián đoạn, trời có thể có mưa bất chợt và tập trung chủ yếu vào buổi chiều. Nền nhiệt duy trì ở ngưỡng mát mẻ từ 24 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội trưa chiều nay trời nhiều mây và nắng xuất hiện ít, do đó mà cảm giác lại có phần lạnh hơn mặc dù đang trong giai đoạn khối không khí lạnh tạm thời suy yếu. Nhiệt độ ngày đêm tại Hà Nội dao động trong khoảng từ 20 cho tới 26 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại với dự báo thời tiết các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!